Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một vườn quất nùm, vườn quất tháp. Vườn quất này cây rất xanh và đẹp, giàn quả to, mã sáng. Chiều cao của cây từ 1m6 đến 1m8. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Qua clip hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Có bạn nào mua cây, mình sẽ để lại số điện thoại của nhà anh chủ vườn ở trong clip để các bạn liên hệ trực tiếp với anh chủ vườn. Mình sẽ đi qua một vòng để các bạn cùng tham khảo.